bạn chưa ăn thì khoảng 4 giờ chiều đói lắm rồi, đúng không ạ? Nên đây cảm thấy là khó tiêu, dùng cứ đầy nó không muốn ăn. Khám khi mà nhập viện thì bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có liệt, mạch 80 lần trên phút, có bình thường không em? Huyết áp 120/80 mmHg bình thường, đúng không ạ? Da niêm mạc không nhờn, tiếng tim thì tiếng tim đều rõ, T1, T2 đều rõ, phổi không có gian, vì da phì nang êm dịu, đúng không ạ? Bụng mềm, gan lách không to, không có hồi phục. Khám tại chỗ đây thì dưới da thì thấy những dưới da vùng ngực và vùng vai của bệnh nhân thì thấy có rất nhiều những nốt, kích thước là khoảng từ 1 đến 2 cm, di động dễ, không ngứa không đau. Và khi ta khi mà dùng tay mà bóp vào những cái nốt như vậy thì cảm giác nó căng căng như cái túi nước ấy, cảm giác căng, nó không mềm mà nó căng căng, không đau, di động. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm sau, thứ nhất là cầu ngưỡng máu, thì bài cầu thái toan là 15.56%, có tăng gan, bài cầu axit, bài cầu đoạn ưa axit có hai tên, bài cầu ái toan mà đúng tự chuẩn nhất là bài cầu đoạn ưa axit tăng bình thường trong cái công thức tham chiếu. Có những cái công thức máy nó đề từ 0-7%, có máy là từ 0-8%, tùy những cái máy, đúng không ạ? Em đi cụ thể cái máy đây là tham chiếu là từ 0-8%, à 0-7%, thì bệnh nhân này là tăng gấp đôi, không cao nhỉ? Ngoài ra thì xét nghiệm sinh hóa máu thì đường máu có tăng không em? Còn bình thường. Hai enzyme GOT-GPT có tăng không? Bình thường, đúng không ạ? Chức năng thận, ure với creatinine sao ạ? Bình thường. Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số thì cũng cho kết quả bình thường. Và qua tất cả những cái phần thông tin ví dụ như lâm sàng của bệnh nhân thì các em nghĩ đến bệnh nhân mắc bệnh gì, chúng ta sẽ có 2 phút để suy nghĩ. Sau đó thì cô sẽ mời hai nhóm lên trên bảng, các thầy cô sẽ mời hai nhóm lên bảng, và sau khi các bạn nhóm bạn về xong các bạn ở dưới, vì cô các bạn không có nhiều thông tin, các bạn ở dưới bạn sẽ nhận xét về hai cái câu trả lời trên nhé. Hai phút bắt đầu. Đây đúng không? Bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc 8 dây lợn.
Thì bác sĩ chuẩn đoán là
học hình thể như nào? Các cái hình thể em học chưa? Trên cơ thể bệnh nhân có những lớp trắng nổi lên thì em ghi đây là trắng sáng. Còn người xuất hiện trắng lớp sàng thì bệnh tỏ hải tham tăng cao, cũng là hệ miễn dịch của người này có thể bị kích thích bởi cái độc tố của cái con sáng dây này. Nhiễm ký sinh trùng kháng dây lợn thì rất là nguyên nhân
có lâm sàng là nhất là bệnh nhân là người chủ động, thứ hai là biểu hiện của bệnh nhân là đau bụng đến có chán ăn và khó tiêu, phân bệnh nhân thì nát và có những cái đoạn màu trắng, và khám thì thấy vùng ngực thấy những nốt dưới da từ 1 đến 2 cm, di động dễ, không ngứa và không đau. Còn về cận lâm sàng thì có xét nghiệm thấy những chỉ số ALS tăng. Thưa cô và bạn, theo em nghĩ thì bệnh nhân mắc bệnh sán dây dây lợn trẻ trưởng thành và ấu trùng, qua những thông tin mà em thu thập được như sau, bệnh nhân làm nghề tiết thủ lâm, xét nghiệm lâm sàng thì thấy những đoạn màu trắng dài 5-7 cm dưới khung vân, đây có thể là trưởng thành của sán dây lợn, đau bụng mệt mỏi chán ăn khó tiêu, dưới da vùng ngực thấy những nốt dưới da kích thước tầm 1-2 cm, diện dễ, không ngứa và không đau. Đây là cái ấu trùng nặng của sán dây lợn. Bất sản chỉ số LOS tăng. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, em cảm ơn em. Theo các bạn, tất cả các chúng ta đã nghe rõ phần trả lời phần thảo luận của ba nhóm. Giờ cô xin mời các nhóm còn lại. Thank you.
là không có thêm gì thì bọn em quyết định là bọn em tổng hợp lại những cái ý của các bạn nữa. Là bọn em đồng ý với nhóm hai là xem là có thể nói về tại sao phải gọi văn văn, và ở nhóm ba thì cũng chưa xác định được là nó là tổ chủng hay là các hệ sinh thái, nên là vẫn chỉ nên biết là bệnh nhân mắc thường là sán dây lợn. Như vậy là em đồng ý với ý kiến của nhóm 2 là nhiễm ký sinh trùng sán dây lợn, đúng không ạ? Còn kích thể gì thì chưa rõ, đúng không? Các bạn khác còn ý kiến gì nữa không? Tôi sẽ để dành câu hỏi tiếp câu hỏi sau cho những nhóm sau nhé. Nhưng mà như này, thực ra là cái sức khỏe quan sinh viên, các bạn đã học lý thuyết rồi. Cơ thể người chúng ta có thể bị nhiễm mấy loại sán dây? Mấy loại ạ? Hai loại, đó là gì ạ? Sán dây lợn và sán dây bò. Sán dây lợn có thể bị nhiễm mấy thể? Hai thể, đó là gì ạ? Ấu trùng. Thể ấu trùng và thể gì ạ? Trưởng thành. Thế sán dây bò có thể bị nhiễm mấy thể? Một thể là thể gì ạ? Thể trưởng thành. Thế thì nếu bạn nói là bạn nên vâng bệnh nhân có thể mắc bệnh sán dây lợn, thể ấu trùng và trưởng thành, thì tại sao chúng ta nói là không lưu ý? Bởi vì biểu hiện lâm sàng nhiên có này, những cái nốt đúng không ạ? Tất nhiên ra chúng ta không thể khẳng định, chúng ta phải ghi bệnh nhân có thể mắc bệnh, hoặc là chẩn đoán sơ bộ là có thể bệnh nhân, chúng ta có thể dùng cái từ này là bệnh nhân nghĩ đến bệnh nhân mắc bệnh sán dây lợn tại trường thành ấu trùng, đúng không ạ? Chúng ta chưa khẳng định. Tôi thấy rằng là chúng ta bệnh cái phần khi các bạn trả lời đầu tiên các bạn nói là dùng hai từ ấu trùng và thể ấu trùng và trưởng thành là nó rất là kỳ. Thế thực ra chúng ta có biết cái bệnh có bệnh sán dây lợn có hai thể không, đúng không ạ? Thể trưởng thành ấu trùng, đúng không nhỉ? Nhưng bây giờ quan trọng nhất là những cái thông tin mà chúng ta đưa ra thì nó chưa đủ để xác định. Tuy nhiên là ta nghĩ đến vì lý do nhất thể mắc bệnh con trưởng thành vì là bệnh nhân đi ngoài có những đoạn dài 5-7 cm, đúng không ạ? Và thứ hai là khám ở vùng ngực và diễn ra bên kết nốt. Thế chúng ta có thể sơ bộ nghĩ đến bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sán dây lợn, bởi vì là thế. Còn nếu nói như nhóm này là nhiễm sán dây ký sinh đường ruột thì sán dây ký sinh đường ruột như vậy chúng ta vẫn chưa khẳng định là nhiễm sán dây lợn, sán dây bò, đúng không? Nếu mà nhiễm sán dây bò thì chỉ một thể thôi, là có thể nhiễm mà đốt sán dây bò thì là nó sẽ không đốt ra thì nó sẽ không cho phân ra ngoài đâu, nó tự động tự đốt nó bò ra khỏi bọc môn. Nhưng còn sán dây lợn là tự đốt 5-6 cái đốt sẽ theo phân ra ngoài. Như vậy bệnh nhân này là vừa có không có cái bệnh nhân này vừa có những cái hạt, đúng không? Khoảng kích thước khoảng nốt khoảng 1-2 cm ở dưới da vùng ngực vùng bụng, và vừa có những cái ở một, ở trong phân có những cái đoạn đó, thì mình cái chẩn đoán là nhiễm sán dây ký sinh đường ruột này là gì ạ? Chẩn đoán hơi chung, chẩn đoán như này, chẩn đoán sơ bộ nhiễm ký sinh trùng sán dây lợn là đúng. Và bên cái nhóm ba này mình ghi thêm câu là bệnh nhân có thể mắc bệnh sán dây lợn phải trưởng thành hoặc ấu trùng, đúng không? Có thể thôi. Thế còn muốn chỉ là chính xác chúng ta phải tiếp tục, đúng không em nhỉ? Em hiểu yếu nhỉ? Thế còn cái chuyện giải thích triệu chứng các bạn có thể giải thích về nói tam tăng vân thì cái đấy cũng rất là tốt để phục vụ cho cái việc chẩn đoán chính xác, nhưng mà dựa trên triệu chứng cụ thể bệnh nhân này có đi ngoài và đốt những cái đốt là 5-7 cm màu trắng này theo phân ra ngoài này, khám ở cái vùng ngực này có những cái nốt như 1-2 cm di động không đau, phân nát mệt mỏi, và xét nghiệm thấy là bạch cầu ưu axit tăng và các chỉ số khác bình thường, thì chúng ta chỉ cần dựa triệu chứng đó chúng ta cũng sơ bộ nghĩ đến, đúng không ạ? Còn muốn chẩn đoán xác định chúng ta sẽ phải khẳng định. Ở đây ạ, ta nghĩ đến bệnh sán dây lợn vì triệu chứng lâm sàng và có thể thông tin về nghề nghiệp, cái này chỉ là có thể thôi. Thế giờ các anh sinh viên, nếu như người không phải làm nghề giết mổ lợn thì có thể bị bệnh này không? Có. Đúng ạ, thế vì vậy các thầy cô chỉ đưa ra thông tin về cái gì có thể, đúng ạ, chỉ là một trong những yếu tố thôi, nhưng quan trọng nhất là nghĩ đến vì triệu chứng lâm sàng gì, đúng không nhỉ? Vì triệu chứng lâm sàng thì cần lâm sàng chúng ta nghĩ đến. Các em đồng ý phần này chị ạ? Có thể các em nghĩ là vì nghĩ đến sẵn đây là vì triệu chứng lâm sàng phải cận lâm sàng và thông tin về nghề nghiệp có thể, nhưng thực ra thông tin về nghề nghiệp chỉ là hỗ trợ thôi, chứ còn nhiều khi chỉ là dựa vào những lâm sàng cận lâm sàng thôi. Câu hỏi tiếp theo,
Để chẩn đoán xác định bệnh thì cần làm những xét nghiệm gì? Và sơ bộ chẩn đoán thì bệnh nhân cần xác định cần làm gì? Các em sẽ ghi trong 2 phút nhé. Tăng tin tận
7-5 điểm đấy. Mà năm nay còn năm nay cũng không được cộng điểm cũng có năm nay cũng cộng 2 điểm và cộng 1 điểm đấy. Thank you.
vào không biết là Thái Bình, xong đến Thái Nguyên. Nước là chính là Hà Nội. Và hai chữ đấy. Nó phải đắt gấp 3, gấp 4 lần. Học đại tư mà chơi Hồ Chí Minh là 8 triệu, 8 triệu đó. Mình với con 7 mấy triệu, đó là 8 triệu. Ba nhóm bạn thứ hai đấy, dãy thứ hai đấy.
cô xương cứ trong bất kỳ bạn nào đó. Nhận xét xem các bạn đã trả lời như vậy được chưa? Tìm xem có phải đang ở trường không? Thì đây
Thế cụ thể, đây là cái đốt sáng và đốt sáng này, tự nhiên đốt sáng đây. Và ta ép ra, ép trên mỗi đốt có lỗ sinh dục đường cái xen kẽ nhau, ta ép ra, đây là chính sáng này. Chính sáng thì kích thước khoảng 30-40 micromet, có hai lớp vỏ dày. Và trong có thể cái vòng vết vòng vóc của trong nhân thì đây là cái chính sáng dây thì ép ra. Còn là sinh thiết, chúng ta sinh thiết ra thì chúng ta thấy rằng là bình thường khi sinh thiết ra thì nếu bệnh nhân bị nhiễm sán dây lọc thì ta thấy nó giống như viên nang, giống như cái hạt gạo. Và ở lợn cũng bị giống như ở người, ở lợn cũng có hai thể con trưởng thành và bệnh ấu trùng. Con trưởng thành của sán dây lọc cũng ký sinh ở ruột non của lợn. Thế còn ấu trùng thì ký sinh các cơ quan nội tạng của lợn. Và nếu ở các cơ của lợn, nếu bị mắc, lợn bị mắc thì chúng ta gọi là bệnh lợn gì ạ? Lợn gạo. Thế người chúng ta cũng có hai thể bệnh, người có bệnh trưởng thành và ấu trùng, và người thì chúng ta không gọi là người gạo mà chúng ta gọi là người có bệnh ấu trùng. Thế viên nang ấu trùng có giống như cái hạt gạo, người ta mô tả như này theo ạ. Viên nang mà chúng ta sờ đấy, nó căng bóng đấy, căng căng như cái bóng nước gì đó không đau đấy, thì người ta mô tả giống như cái hạt ngũ cốc hay giống như cái hạt gạo mọc nước, trong đó chứa một cái dịch nhầy mà cái đầu sáng non. Đây, đây đầu sáng non. Đầu sán non thì gồm cái gì các em biết không? Bốn cái hốc khẩu và hai đôi vòng góc. Đây là cái vòng góc này. Đấy, nó có từ hai đôi vòng góc từ 25-50 hốc. Cái bốn cái hốc khẩu là bốn khối tròn này các em này. Đấy, đấy. Và chính cái hốc khẩu này là khi mà nó ở con trưởng thành đấy, thì cái hốc khẩu đó sẽ được bám rất là chặt vào niêm mạc dưới chúng ta. Cái hốc khẩu sẽ bám chặt vào niêm mạc dưới chúng ta tưởng tượng giống như ta treo cái đồ, ta chụp cái tường treo đồ, thì còn phần còn lại 10-12 nó nét mềm mà nó trong mặt của nó. Thế các em ạ, như vậy. Và tôi sẽ nói bổ sung thêm một chút nữa. Như vậy bệnh nhân này là sinh thiết thì thấy như cái nang ấu trùng như này. Đây, cái nang ấu trùng này bình thường nó trắng như hạt gạo, nhưng mà chúng ta muốn nhìn rõ đấy, chúng ta phải nhuộm. Sau khi ép nó ra phải nhuộm đỏ tắc manh. Cái đỏ tắc manh làm cho cái màu nó có màu đỏ như này. Chúng ta thấy khi có màu đỏ là vậy, chúng ta rất là dễ quan sát. Thế ngược lại thì như vậy, trước cô cũng nói với bạn sinh viên đấy, là những cái con run con sáng như thế, các cô nó có màu trắng hoặc là hơi trắng hồng hồng, các cô phải nhuộm ép nhuộm màu đỏ như này để ra dễ nhận xét bộ phận của nó. Thế buổi sau các em mà trong cái phần thực hành mà viên ngoại lý thuyết đấy, các em thấy những con run run kim này, những con sáng lá này, những con nam ấu trùng đều có màu đỏ như này, để nhận biết được có màu trắng ép. Nếu để màu trắng còn nguyên như vậy ta soi thì cái điểm pin ta sẽ không nhìn thấy gì cả. Chúng ta thường cho nhuộm đỏ các manh, nhuộm đỏ các manh thì nó sẽ chuyển màu như này, chúng ta sẽ quan sát. Thế quay trở lại là cái bệnh nhân này nhiễm hai thể đúng không? Thế đốt sáng nó nặn ra cái đốt màu trắng ấy, nặn ra thì thấy được trứng và cái nang ấu trùng sinh thiết chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy được cái nang ấu trùng như này, có bốn cái hốc khẩu và hai đôi vòng góc. Thì cô xin nói thêm một chút nữa là đối với sáng dây lợn thì học lý thuyết em thấy là những lớp dài có thể dùng từ chuỗi 5-6 lớp ta phân ra ngoài. Như bệnh nhân chúng ta thấy nó dài khoảng 37 cm, thì khi mà các cô còn là khi mà cô còn làm bệnh viện để tiền thì xưa làm bệnh viện thì những cái năm đó em biết là ngoài bệnh run sáng được nhiều ra thì rất nhiều, và bệnh nhân bị nhiễm sóng dây cũng rất là nhiều, và người ta đi ngoài theo chân những cái lớp đoạn như cái sơ vít ấy. Khi nó dừng lại lúc đầu đó, khi mà ra khỏi cơ thể người ta nó bò hai cái đầu, nó bò có màu trắng, nó bò giống như con đĩa. Nhưng khi dừng lại nó sẽ có thể 4-5 lớp, 5-6 lớp như cái hình mà chúng ta nhìn thấy. Khi nó dừng lại ta nhìn rõ 5-6 lớp thế, nhưng nó bò hai đầu. Và nếu để dùng trong bệnh phẩm làm phân ở trong cái phòng xét nghiệm thì phải một ngày sau để cái đoạn già nó chết hẳn, cái đoạn già nó chết đi. Em ạ, nó rất là lâu thế. Thì rất là đẹp. Vì vậy các bạn có nói có nói là trong đốt sáng, trong phân, trong giải màu trắng như sơ vít ấy, và dân gian các cụ chúng ta gọi là bệnh sáng sơ vít, chính là người bị mắc bệnh sáng sơ lợn. Giống như cái sơ của vít ấy, sơ quả vít, các em biết quả vít không? Không biết cái sơ của nó không? Nó cũng già như thế đúng không ạ? Khi con cái đoạn già, đốt già nó cũng tiếp tục nó theo phân ra ngoài đấy, đốt già nó theo phân ra ngoài. Lúc đầu khi mà vừa theo phân ra ngoài nó cũng bò hai đầu, nó cứ chi chết đâu bò hai đầu. Thế sau đó thì khi nó dừng lại, nó chụp lại, nó không bò nữa thì hai đầu nó dừng lại, nó thành cái đoạn 5-6 lốt như này. Thì
nghiêm cấm y sĩ hình vẽ này. Đấy, bổ sung thêm các bạn đấy. Và trước kia tôi sâu rất hay gặp, bây giờ cũng gặp như vậy, tỷ lệ ít hơn. Cách đây khoảng hơn một năm có một người nam đến lấy bộ môn cho cô điều trị. Tuy nhiên là mang rất nhiều phần ra sử dụng đến điều trị và đi ngoài thì ra rất nhiều những cái đoạn đi sơ kít đó và bệnh nhân rất là mệt mỏi. Thế còn điều trị ra sao thì chắc chắn cần nói thêm nhé. Thế đây là cái nào ung trùng đây. Bình thường đấy, cái nào ung trùng nó cái gì rất nhiều hơn ở trong dưới da này, ở trong các cơ này, đúng không ạ? Ở trong các cơ quan nội tạng, ở dưới da ra sỏi những cái gì, những cái căng như cái bóng nước như loại kích thước khoảng 1-2 cm, di động không đau, hoặc các cơ như ở lợn đấy các bạn, rất nhiều những cái hạt gạo, nó giống rất là giống hạt gạo. Vì vậy mà nếu lợn mắc chúng ta bị gọi là lợn mắc bệnh lợn gạo đấy, đúng không ạ? Ngày xưa thì khi mà cái vấn đề kiểm dịch còn chưa phổ biến thế nào mà rất nhiều những vùng nông thôn nuôi lợn, đúng không ạ? Có những cái con lợn gà như vậy, nhưng thì tiếc có kỳ thì bay công nuôi, bay tháng chờ nuôi con lợn, thì ta cũng có thể sử dụng những người dân không dùng đó. Khi nếu ta hỏng kỹ hoặc 3 tiếng đồng hồ, cái này nó sẽ chết. Thì chúng ta ăn không nó có số lượng quá ít, ta ăn cái đó ăn thì ta hút ta sẽ bị thương. Còn nếu là hầm như vài tiếng thì nó sẽ chết hết. Đây em đã đến cái này của chủ đề trong cái như hạt gạo của em nhận đấy. Vì vậy là lợn gạo đấy. Câu tiếp theo, các bạn có đồng ý chưa nhỉ? Như vậy chúng ta đã chẩn đoán đầu tiên sơ bộ là bệnh nhân bị nhiễm ung thư sán dây lợn, phải chụp thang và bệnh nhân nhiễm bệnh sán dây lợn thành cấu trùng. Và chúng ta làm 2 xét nghiệm khẳng định thì chúng ta kết luận bệnh nhân là gì đấy ạ? Nhiễm bệnh gì các em? Sán dây lợn. Cả hai thể, đúng không ạ? Khi ta câu hỏi là chẩn đoán xác định bệnh này là gì, bệnh gì, ta vừa trả lời rồi. Bây giờ ta hỏi, nhưng mà câu hỏi thứ hai là tại sao chúng ta chẩn đoán bệnh này là vừa bệnh ống trùng bệnh con trưởng thành? Câu hỏi ý thứ hai thì trả lời, đúng không ạ? Ý một thì ta vừa cùng nhau nói rồi. Thì ta hỏi tại sao bệnh kia mắc hai thể? Thank you.
xong chưa nhỉ? Thật rồi. Cái câu này chúng ta thấy là chẳng qua là chúng ta chốt lại của câu số 1 và câu số 2 đúng không? Bây giờ chúng ta có thể là trả lời luôn tại chỗ và giải thích tại sao cho thầy. Vâng, và lần này sẽ nhóm số 1. Nhất trí
trí hay không nhất trí ý kiến của ông bạn, có nhất trí bạn số 1 hay bạn số 2 hay cả hai? Các bạn à, đồng ý với tất cả các bạn và xin cảm ơn một đóng góp ý kiến của bạn số 3. Các bạn khác có ai có câu trả lời khác ý kiến của ba bạn vừa rồi không, hoặc là giải thích cụ thể hơn không? Các bạn nào có câu trả lời khác không nhỉ? Nếu các em không có câu trả lời khác thì thầy sẽ giải thích cái câu hỏi số 3 này. Thì đối với câu hỏi số 3 này chúng ta sẽ thấy là ta hỏi là gì? Ở bệnh nhân này thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định ở bệnh nhân này là mắc bệnh gì? Và qua các cái thông tin mà chúng ta khai thác được từ bệnh nhân cũng như là chúng ta đã tiến hành làm xét nghiệm, thì ở bệnh nhân này thì mình thấy cả ba bạn đều đã đưa ra các ý kiến đồng nhất. Một là bệnh nhân này là mắc bệnh sán dây chuyển thành, đúng không nhỉ? Sán dây chuyển thành với lý do đầu tiên là các em thấy là bệnh nhân là gì, đi ngoài hay đi đại tiện là có các cái đốt gì đốt sáng, đấy là cái gì, cái dấu hiệu để chẩn đoán xác định, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy một đặc điểm trong phần lý thuyết em học là gì, ở sán dây để chẩn đoán xác định là chúng ta tìm thấy đốt sáng ở một phần. Ở đây bệnh nhân lại có một đốt sáng đến nhau nên như thế, thì đây chắc chắn là bệnh nhân mắc bệnh sán dây chuyển thành rồi. Vì sao nhỉ? Vì lúc vừa rồi cô Mai cũng đang trình bày với các em là các đốt già sau một thời gian nó sẽ cụm ra từng đốt hoặc từng chuỗi đốt và bị đẩy ra ngoài cho phân. Đấy, chẩn đoán thứ nhất là bệnh nhân là mắc bệnh sán dây chuyển thành. Và ở bệnh nhân này ngoài mắc bệnh sán dây chuyển thành thì bệnh nhân có mắc thêm gì ạ? Mắc bệnh gì? Ấu trùng sán dây lợn, đúng không nhỉ? Với lý do là gì? Trên cơ thể bệnh nhân, đặc biệt là vùng lưng, vùng ngực, vùng cánh tay, và thấy các cái nốt to bằng hạt đậu ấn vào cảm thấy tân tức, di động dễ, đúng không nhỉ? Không đau, không ngứa, không cơn sướng hai bên cơ thể, tập trung nhiều ở chi trên. Đấy là các đặc điểm lâm sàng rất đặc hiệu của nang ấu trùng sán dây lợn. Thứ nhất là kích thước to bằng hạt đỗ, thứ hai là ấn vào mình cảm thấy là căng căng, di động dễ, không đau, không ngứa, không cân xứng hai bên. Và các bạn thấy là ở công đoạn trước thì chúng ta thấy là bệnh nhân đã được làm xét nghiệm, đã được sinh thiết rồi, đúng không? Và chẩn đoán của bệnh nhân này là mắc bệnh nên là ấu trùng sán dây lợn. Cho nên trong câu hỏi này thì chúng ta chẩn đoán bệnh nhân là gì? Mắc bệnh con sán dây chuyển thành và mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn. Và các em đã giải thích được cho thầy rồi. Và lý do tại sao bệnh nhân mắc bệnh ấu trùng sán dây như bạn số 1 bạn trình bày là gì? Và trong quá trình sinh hoạt, ăn uống, bệnh nhân có thể nhiễm các cái chứng ở ngoài thức ăn, nước uống, rau xanh vào cơ thể chúng ta thì chứng nó dưới tác dụng của dịch dạ dày, nó làm cho ấu trùng thoát vỏ và ấu trùng tiếp theo mạch máu đến ký sinh ở các cái cơ hoặc các cơ quan nội tạng trong cơ thể và tạo nên các cái nang của ấu trùng sán dây, được chưa? Còn bệnh nhân mắc bệnh con trưởng thành là do chúng ta phải gì, nang ấu trùng có trong các thức ăn như là thịt lợn chưa nấu chín, và nang ấu trùng đó nó sẽ phát triển thành con trưởng thành. Cho nên ở bệnh nhân này thì chúng ta thấy là bệnh nhân vừa mắc bệnh con trưởng thành vừa mắc bệnh ấu trùng. Và đây là cái chu kỳ của con bệnh sán dây, sán dây lợn, sán dây bò. Bệnh nhân thấy là gì? Và đây là chu kỳ thứ ba. Chu kỳ ba có hai vật chủ, một là người, hai là lợn hoặc là bò. Và người mắc bệnh là do ăn thịt lợn hoặc bò chưa nấu chín thì sẽ mắc bệnh sán dây lợn hoặc sán dây bò. Còn ở trong bệnh nhân này chúng ta chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn và bệnh sán dây lợn trưởng thành là do chúng ta ăn phải thịt lợn có chứa nang ấu trùng chưa nấu chín. Thank you.
thì chúng ta thấy ở bệnh nhân này chúng ta được chẩn đoán là bệnh nhân mắc bệnh là gì? Sán dây lợn trưởng thành và cấu trùng sán dây lợn. Và các kết quả chúng ta xét nghiệm thêm các nhìn lên bảng. Thì ở đây thì chúng ta nếu mà nghi ngờ này thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân chẩn đoán như thế, chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm các xét nghiệm. Thứ nhất là chúng ta chụp X quang phim phổi. Mục đích để làm gì nhỉ? Câu hỏi cuối cùng. Dạ vâng. Đây, thứ hai là bệnh nhân chụp CT sọ não, chụp các lớp vi tính sọ não. Thứ ba là cho soi lấy mắt. Và câu hỏi thảo luận trong tình huống này thì ở bệnh nhân này tại sao là cho làm xét nghiệm chụp X quang phim phổi, soi lấy mắt và chụp các lớp vi tính sọ não. Các em sẽ có thời gian trong vòng 3 phút để cùng thảo luận và đưa ra câu hỏi. Cái phần này của các em thì nó hơi nặng một chút, tại vì là các em bắt đầu mới lên E2 nên những thứ này nó hơi cao. Tuy nhiên cái này chúng ta vận dụng kiến thức lý thuyết trong bài giảng để chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời. Thế là các bác sĩ hai thì em về chương trình đầu tiên thì nó hơi bị nặng một chút, tuy nhiên em sẽ sửa được vào cái kiến thức lý thuyết để chúng ta sẽ giải thích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng mà cái phòng này chật, cái phòng này quá chật luôn, chật mà chả có chỗ đi. Em nghĩ là sau có ấu trùng, tức là trứng sau khi vào ruột sẽ thành ấu trùng, thì ấu trùng sẽ theo các mạch máu đến các nang khác nhau và hình thành các nang sản vô sinh ở đấy. Và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chụp X quang này. Ở đây thì có một bạn ở một nhóm bạn trả lời là gì?
ấu trùng sán giai đoạn đã gây viêm phổi. Thế cái này thì chúng ta về cũng phải đọc lại tài liệu. Ấu trùng sán giai đoạn thì nó không gây viêm phổi đấy. Rất yên khi nó gây viêm phổi. Thầy sợ em đẹp phải đang nói vi sinh, khí khuẩn nó gây viêm phổi nhiều. Chứ đối với bệnh ký sinh trùng, đặc biệt là sán dây thì gần như là chưa có cái nghiên cứu người ta nói nó là gây viêm phổi. Đấy cái điểm của em là cần lưu ý này. Đấy thì cho nên ở bệnh nhân như này thì chúng ta biết lưu ý là gì? Là phải cho bệnh nhân đi chụp X quang phổi này, soi đáy mắt này, chụp các lớp này, thậm chí chúng ta phải cho bệnh nhân điện tim, đấy à, điện tim và xem ấu trùng có di chuyển đến những cơ quan này không và nó ảnh hưởng đến vấn đề điều trị. Em có rõ gì ạ? Cho nên cái câu này đối với các bạn thì thầy nói là em cứ sử dụng vào cái kiến thức và lý thuyết để em giải thích cho nó rõ hơn. Tại vì em chưa có kinh nghiệm lâm sàng thì nó sẽ khó ở cái câu này. Các bạn có rõ về câu này chưa nhỉ? Vâng, tiếp theo. Ở bệnh nhân này, sau khi chúng ta cho bệnh nhân này có xét nghiệm chụp X quang phim phổi bình thường này, chụp CT sọ não không thấy có nang ấu trùng sán giai đoạn này, soi đáy mắt thì không thấy có tổn thương vùng đáy mắt, thì bệnh nhân được điều trị. Thì ở bệnh nhân này, khi bệnh nhân được điều trị thì người ta đã sử dụng cái pháp đồ của Bộ Y tế là dùng Brazivacan. Và buổi trước là chúng ta học theo cái bài sáng nay nhỏ đúng không nhỉ? Với cái liều lượng là 15mg trên kg cân nặng trên một lần, nhân với 2 lần trên một ngày và điều trị 10 ngày. Sau đó bệnh nhân nghỉ 10 ngày, lại điều trị lần thứ hai cũng 10 ngày nữa. Đấy thì chúng ta, thì đối với bệnh nhân này thì chúng ta sử dụng cái Brazivacan. Đây là một cái pháp đồ và được khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam. Đấy là dùng Brazivacan liều 15mg trên kg cân nặng trên một lần nhân với 2 lần trên một ngày và điều trị trong 10 ngày. Sau đó bệnh nhân được nghỉ 10 ngày và điều trị lần thứ hai tương tự là số 4. Câu hỏi đặt ra đối với tình huống này là tại sao bác sĩ lại kê đơn thuốc là Brazivacan trong bệnh nhân này và cái cơ chế tác dụng của cái thuốc này. Được chưa? Thế là mời tất cả các em chúng ta sẽ suy nghĩ, thảo luận trong vòng 5 phút đối với tình huống này. Thì buổi trước chúng ta đã nói về thuốc Brazivacan rồi, được chưa nhỉ? Và các em, các nhóm hoa chương thì gọi để chuẩn bị tinh thần nhé. Vâng, ok, 3 phút nhỉ? Cái này nó còn tính là lý thuyết thôi mà. Thầy mời
nhóm trên cùng ngoài cửa. Chúng ta trả lời câu này thì nó thậm chí về lý thuyết thôi. Tại sao kê đơn Praziquantel và cơ chế tác dụng của thuốc? Thank you.
xíu thì còn một cái điểm thứ ba mà thầy giải thích cho các bạn ở đây là
vừa rồi là có một bạn đã nói là điều trị trên in vivo, in vitro thì đa phần các em là cũng đã được học những bạn là in vivo, in vitro rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng chưa rõ thế nào là in vitro. In vitro là chúng ta dùng thuốc đó điều trị trên cơ thể chúng ta, chúng ta uống thuốc xong ta lấy cái thuốc đấy ta đo cái quá trình chuyển hóa thuốc, quá trình dung nạp thuốc và quá trình điều trị hiệu quả của thuốc, đây ta gọi là điều trị in vitro. Còn in vitro là gì? À, in vivo là gì? In vivo là chúng ta lấy cái máu của bệnh nhân, bệnh phẩm của bệnh nhân này, sau chúng ta làm trên các cái phòng thí nghiệm và chúng ta set up một cái phòng thí nghiệm nó giống như ở cơ thể người bệnh, nhưng bản chất là gì? Nó còn các cái tác dụng của nó, còn là những cơ chế tương tác thì nó sẽ chúng ta đánh giá được. Chẳng hạn như chúng ta làm các cái xét nghiệm hoặc các phòng thí nghiệm lấy máu bệnh nhân, chúng ta cho thuốc vào đánh giá các cái thử nghiệm của nó xem cái hiệu quả diệt ký sinh trùng sau một thời gian điều trị là bao nhiêu phần trăm, đánh giá hiệu quả thuốc, đây là gọi là in vivo. Thế là làm tại phòng thí nghiệm thì gọi là in vivo, còn thử nghiệm trên cơ thể người hoặc thực vật thì ta gọi là in vitro, được chưa? Em đã rõ lại chưa? Em chỉ hiểu cách nôm na thế thôi, chứ không cần chúng ta không cần phải nói cách gì quá. Tại vì đa phần các em là khi mà hỏi các câu hỏi này thì thấy một cái đặc điểm chung là các em là đều một bạn cái câu hỏi này bạn mà sốc vậy. Và trên mạng thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái thông tin, có thể là thông tin chính thống nhưng có thể là thông tin không chính thống, nên vì thế là các em sẽ bị lẫn, được chưa nhỉ? Nên thầy nói là các em lưu ý là nếu chúng ta dùng sách tài liệu chính thống của chúng ta trả lời là chính xác. Đấy là các bạn lưu ý. Các em đã rõ về câu số 5 được chưa? Vâng. Đây cơ chế tác dụng của thuốc thì thầy mới trả lời cho các em rồi. Và cái câu cuối cùng là câu theo các bạn thì cần tư vấn gì cho bệnh nhân này và gia đình để phòng chống bệnh? Thank you.
tư vấn gì cho bệnh nhân và gia đình để phòng bệnh, cũng như tư vấn luôn cho ngay bệnh nhân đó và gia đình anh ta, thì cần tư vấn gì để phòng bệnh? Em sẽ suy nghĩ trong một phút thôi, em sẽ suy nghĩ trong 2 phút sau đó cô sẽ gọi các bạn trả lời nhé. Tiêu chuẩn bây giờ sau 3 đến 6 tháng thì mới hết sử dụng lâm sàng. Cũng là cái ý để diễn đạt người khác hiểu mà vấn đề
phát triển đang phát triển đang đầu tiên. Còn đi từ đầu tiên cũng là từ lớp trưởng. Thank you.
Ví dụ những người những cái đang sáng và cái sinh lực diễn ra vào các cơ thì khi mà ta điều trị rồi mà ta được làm những cái cuộc sống về một cái nhịp sống thì không nhiều điểm nhưng sợ nhất là những điều của nó mà cũng có ẩn não rất nhiều và lấy bệnh và tỷ lệ gặp ít nhưng nếu bị bệnh thì vô cùng nguy hiểm khó chữa nếu như ẩn não thì khó chữa ở nếu chỉ nhắm nhiễm sáng dây lần trưởng thành ở trong ruột non chúng ta thì điều trị rất dễ nếu ở não thì rất là khó đặc biệt não đặc biệt cái xẻo của cơ thể